cả nhà nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay video về núi Khỉ Viva cho mọi người xem nha. Đây, mọi người lên núi Khỉ cho Khỉ ăn. Trời, mọi người cho Khỉ ăn đi. Đừng có sợ. Hello. Nữa. Hello. Hello nữa. Hello, xin chào mọi người. Đó với kênh của mình, nhà mình là Chính Kiến đây. Hôm nay mình sẽ chơi chuột. Và mọi người nhớ đăng kết thúc video thì mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, nhớ subscribe cho mình nhé. Rồi. Thì mình đang ở trên núi Khỉ Viva. Sao mình phải cho ăn rồi? Thì mình lấy đậu cho nó ăn đây nè. Đậu. Em tham quá đi, không bỏ em đi là kẹo luôn rồi mà. Em không muốn đi nữa. Thích, thích. Măng kia, măng kia, măng kia. Hello, măng kia. Măng kia. Thì khỉ, loài khỉ ở đây thì cũng có con hiền, con dữ mọi người ơi. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Ừ vậy đi. Đó. Rồi hai được rồi con. Được rồi con, tiến rồi. Xe xe. Con ngồi dưới gốc cây, còn bạn này, ở trên. Bình thường thì nó sẽ không cắn chúng ta và mình xe, xe, xe. Mình cho nó Kiến lên xuống không? Thank you.
nghe con, xe xe. Tối mở YouTube coi. Dạ. À, núi khỉ V3. À. Đưa tới gần nó mới lấy được. Đưa tới gần chút. Đưa gần. Coi gì vậy? Ba con khỉ. Ba con khỉ. Thôi nó chạy đó tiếng à. Không vậy. Chị lấy tiếng ăn thôi. Ủa trước em cho nó ăn xong rồi. Đừng đụng tới nó. Khỏi bóc con, đưa nguyên trái luôn con. Đưa nguyên trái luôn, khỏi bóc. Nó tự lót rồi. Đưa gần vô, đúng rồi. Đưa gần gần vào nó mới lấy được. Xe đó. Thôi, tiếng à.